Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là chiều ngày Chủ nhật 17 tháng 11 2019. Chúng tôi đang có mặt tại buổi họp báo tại hội trường của Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam Quang Ly về việc tổ chức diễn hành Tết do Cộng đồng Người Việt Quốc gia đứng ra tổ chức. Kế bên cạnh chúng tôi là ông Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia, kiêm nghị viên thành phố Karangro. Kính thưa anh Phan Đại Nam, ngày hôm nay là Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali và Tập thể Chiến sĩ Trung tâm Tây Nam đứng ra tổ chức buổi họp báo này để mà loan những cái thông tin về diễn hành Tết năm 2020 do cộng đồng cũng như là Trung tâm Tây Nam và một số các hội đoàn cùng đứng ra để mà thực hiện. Diễn hành Tết năm 2020 năm nay thì chúng tôi trong thứ ba ngày 12 tháng 11 vừa qua đã được toàn thể 7 người nghị viên cũng như là thị trưởng thành phố Karangro biểu quyết với cái số phiếu là 70, 7 người trên 7 người đều ưng thuận để cho Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali và Trung tâm Tây Nam Tập thể Chiến sĩ là hai tổ chức chính đứng trong đơn để mà xin tổ chức diễn hành Tết. Thì diễn hành Tết năm nay sẽ vào ngày Chủ nhật ngày mùng 2 Tết nhằm ngày 26 tháng 1 năm 2020. Thì chúng tôi đưa ra cho thành phố 3 cái tuyến đường để mà tùy thành phố cân nhắc. Thì ông cảnh sát trưởng thành phố Karangro là ông Tom Dare và toàn bộ hội đồng thành phố ưng nhất là cái con đường Westminster Avenue, là đại lộ Westminster, từ phía đường Brookhurst đi về phía đường Euclid. Chúng ta sẽ khởi đầu từ cái khu chợ Hòa Bình, Bank of America, là nơi mà các xe hoa cũng như là các đoàn đi diễn hành sẽ tập trung ở đó. Và cái con đường Brookhurst, chúng ta sẽ đóng đường Westminster từ cái khúc đường Brookhurst cho đến đường Euclid. Thì cái đoạn Brookhurst cho đến đường cho đến bò bể món ánh hồng đó là chúng ta sẽ dùng để mà làm cái khúc mà chúng ta sắp xếp các đoàn xe đi diễn hành. Và cái đoạn đường chính thức để mà khởi đầu diễn hành sẽ là từ khu bò bể món ánh hồng đi trở về phía đường Taft, tức là khoảng một block trước đường Euclid, thưa anh. Vậy như chủ khán đài thì đặt ở đâu thưa ông? Khán đài sẽ được đặt đối diện với lại cái khu mà phở 54 cũng như là nhà hàng tự do thời xưa. Ở đó chúng ta sẽ đặt cái khán đài nhìn về phía nam, tức là nhìn về phía parking lot của phở 54. Và khu cho truyền thông báo chí sẽ nằm ở trên parking lot của khu phở 54 và sẽ nhìn về phía khán đài, tức là phía bò bể món anh hồng. Như vậy là cái buổi diễn hành Tết kỳ này cũng trùng với của bên thành phố Westminster. Nó khác một ngày thưa anh. Bên thành phố Westminster sẽ tổ chức trên đường Bonsa vào ngày thứ bảy, còn của chúng ta là tổ chức vào ngày Chủ nhật nhằm ngày mùng 2 Tết. Cho tới giờ phút này thì các cơ quan đoàn thể, hội đoàn cũng như cơ sở thương mại trong cộng đồng có một cái gì đó, một tín hiệu khả quan cho thấy là tham dự cuộc diễn hành Tết của cộng đồng thôi. Chúng tôi được rất nhiều các quý cựu quân nhân với tính cách cá nhân, họ nói rằng họ sẽ tham dự diễn hành Tết ở trên bên thành phố Karangro, bởi vì họ đã đi diễn hành với chúng tôi từ nhiều năm qua. Chúng tôi đang ở trong, tại vì nó mới, thành thử ra chúng tôi muốn nhờ truyền thông báo chí gửi thông tin này đi đến khắp nơi. Hiện giờ chúng tôi cũng có được một số các hội đoàn tư nhân, không phải hội đoàn tư nhân nhưng mà hội đoàn không phải hội đoàn quân đội, như là hội Bưởi Chu Văn An cũng chính thức tham gia vào ban yểm trợ, các hội đoàn yểm trợ cho diễn hành Tết, và cũng sẽ tham dự diễn hành Tết ở bên thành phố Karangro của chúng tôi. Có thêm một số các hội đoàn mới mà từ trước giờ chưa có tham dự, năm nay cũng đã tham dự, như là học khu Anaheim Unified School District, hội phụ huynh cũng như là học sinh của Anaheim Unified School District chính thức tham dự vào ban tổ chức diễn hành Tết, và có 6 trường học khu Anaheim trung học ở trong học khu Anaheim sẽ tham dự diễn hành Tết với chúng tôi. Chúng tôi được biết là marching band của Karangro High School mọi năm không có đi tham dự diễn hành Tết, năm nay họ rất là thích, là bởi vì làm trong Karangro. Họ cũng cho biết là họ đang muốn tham dự vào
cái buổi diễn hành Tết ngày hôm nay thưa anh. Vậy năm nay diễn hành Tết có điểm gì đặc biệt nổi bật trong năm nay? Chúng tôi đang cố gắng có thể không kịp bởi vì cái vấn đề giấy phép và những vấn đề lộn xộn nó xảy ra hơi gấp rút. Nhưng mà chúng tôi đang liên lạc với lại lục quân của Hoa Kỳ, US Army, để mà họ giúp cho chúng tôi hai người skydiver nhảy dù ở trên nhào lộn ở trên không trung và đeo theo hai cái lá đại kỳ của Hoa Kỳ và lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Họ nhào lộn biểu diễn và sẽ đáp xuống lòng đường Westminster Avenue thưa anh. Cái việc này chúng tôi muốn làm và muốn thực hiện từ nhiều năm qua, cũng đã nhiều lần bàn bạc với thành phố, nhân viên của thành phố Westminster, nhưng không làm được bởi vì đường bông xa nó quá chật hẹp, nó có con lương ở giữa đường và có quá nhiều các cục đèn điện, thành thử ra không thể nào mà cho những người lính nhảy dù họ nhảy xuống đường nó được. Nhưng mà đối với thành phố Westminster thì nó rộng rãi hơn, nó ít có cục đèn, nó không có cục đèn điện ở giữa đường, thành thử ra cái việc đó nó có thể thấy được. Vấn đề bây giờ là có kịp để mà nói chuyện với lại US Army để mà họ cho máy bay trực thăng cho hai người skydiver giúp chúng ta tham dự của chúng ta hay không thôi. Buổi họp báo đã được bắt đầu sau nghi thức chào cờ khai mạc do ông Đinh Quang Chuột phụ trách, là đến phần ngỏ lời và lý do họp báo của ông Phát Bùi với nội dung như trong phần chúng tôi đã phỏng vấn, và ông nói rõ thêm lý do tại sao phải tổ chức diễn hành Tết lần này sau khi cộng đồng không được thành phố Westminster cấp giấy phép cho diễn hành Tết như 7 năm vừa qua. Tôi vẫn nghĩ rằng sau cái buổi họp 14 tháng 8 khi chúng ta không có cái giấy phép để mà tổ chức diễn hành Tết ở trên đường Bông Sa thì thôi, chúng ta đã cực nhọc làm 7 năm qua thì nghỉ một năm cũng là một cái điều để cho chúng ta có cơ hội dưỡng sức và chuẩn bị cho sang năm. Nhưng mà đã rất nhiều cú phone liên tục gọi ngay trong tuần lễ thứ nhất, tuần lễ thứ nhì và nói với tôi rằng anh Phát Bùi, cái việc quyết định có hay không có làm diễn hành Tết không phải là do anh và ban đại diện của anh quyết định mà được. Nó phải là quyết định chung của nhiều hội đoàn trong cộng đồng, nó mới chính đáng. Vì vậy, tôi đòi hỏi anh phải tổ chức, phải triệu tập một buổi họp khoáng đại, mở rộng để mọi người cùng góp ý. Thì trong tháng 9, khoảng 3 tuần sau cái ngày chúng ta biết không được giấy phép, thì tôi đã triệu tập một phiên họp khoáng đại. Và trong cái buổi họp đó, có khoảng 50 người từ nhiều hội đoàn cũng như là các thân hàm nhân sĩ trong cộng đồng và khoảng 10 cơ sở truyền thông báo chí. Thì mọi người đã quyết định và biểu quyết với tuyệt đại đa số những người có mặt để quyết định tiếp tục tổ chức diễn hành Tết. Và ông trình bày sơ đồ diễn hành. Thì khi mà đoạn đường, khi mà các đoàn xe đi diễn hành đi từ khoảng đường Propus cho đến đường Tác, thì họ sẽ chấm dứt cái đoạn đường diễn hành ở đây và quẹo trái vào đường Tác, rồi từ đó trở về nhà của mình. Cái đoạn đường này từ đường Propus cho đến đường Tác nó khoảng 3.400 feet, dài hơn là đoạn đường từ Magnolia cho đến đường Busha. Từ Magnolia đến đường Busha chỉ có 2.300 feet mà thôi. Ở đây chúng ta có đến 3.000 mấy trăm feet, thành thực ra nó thoải mái hơn nhiều. Kể cả từ đường Dawson, tức là cái đoạn khởi đầu chính thức, khởi đầu của diễn hành, cho đến đường Tác nó cũng lên đến gần 3.000 feet, thành ra rất là thoải mái. Chúng ta sẽ đặt sân khấu ở ngay cái phía bên cái khu Apartment và ở cái khu mà trong cái khu phở 54 parking này, thì chúng ta sẽ là cái khu dành riêng cho truyền thông báo chí. Các quan khách VIP sẽ có khu ghế ngồi cho họ kế bên sân khấu. Thì nếu mà chúng ta nhìn tổng quan về cái khu vực này, chúng ta thấy là có rất nhiều bãi đậu xe lớn và một số bãi đậu xe nhỏ. Ví dụ như là chợ, khu chợ Thuận Phát và Target đây, nhìn vô đây mới thấy là bãi đậu xe này vô cùng lớn. Đây là bãi đậu xe của khu chợ 99 Cent. Bãi đậu xe của khu chợ Hòa Bình và khu chợ Á Đông Phở Lú nằm bên này. Đó là chưa kể những cái bãi parking nhỏ hơn, nhưng mà cũng rất quan trọng là bãi parking này, parking ở khu đường Hốt, tức là khu Phở 54, rồi những cái parking nhỏ nhỏ dọc theo đây.
parking kế đến ngay trong gần, rất gần cái đoạn đường Diễn Hành còn có khu parking của Thư viện Việt Nam, chợ chợ người Việt cũ, và cái khu nhà hàng Seafood đấy cũng có parking vô cùng lớn. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự buổi họp báo của Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam Bali về việc tổ chức diễn hành Tết Canh Tý 2020 tại thành phố Garden Grove và phần trình bày tiếp theo về lộ trình diễn hành trên đường Westminster giữa đường Brookcourt và Euclid của ông Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia miền Nam Bali, kiêm trưởng ban tổ chức. Đây là một cái khu vô cùng tốt về vấn đề đậu xe thoải mái. Đường xá để đi vào khu parking cũng rất dễ dàng bởi vì đường Brookcourt không bị đóng, đường Euclid không bị đóng. Và từ những con đường chính này nó có rất nhiều đường nhỏ để mà họ đi đến gần những cái khu dân cư đậu xe ở đây. Và những người cư dân ở trong khu này, người Việt Nam rất đông, có thể đi bộ từ đây đến để coi diễn hành Tết. Với một cái địa thế chiến lược như thế này, tôi nghĩ rằng cái vấn đề tổ chức diễn hành Tết thành công nó có cái cơ hội rất là khả quan. Sau khi ông giới thiệu thành phần ban tổ chức là đến phần nói về thể lệ tham gia. Lệ phí tham gia diễn hành cũng như mọi năm là 300 đồng cho các đơn vị đi diễn hành của tổ chức bất vô lợi và 600 đô la cho các cơ sở thương mại. Số đơn vị diễn hành cũng như là năm 2019 chúng ta giới hạn tối đa là 90 đơn vị để chúng ta có thể có rộng rãi thì giờ cho mỗi đơn vị đi diễn hành và vẫn có thể hoàn tất diễn hành vào 12 giờ trưa. Thời hạn để mà nộp đơn đi diễn hành sẽ vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2020 và nơi nhận đơn chính là văn phòng cộng đồng ở địa chỉ này 13127 Cross Street và số điện thoại liên lạc cho văn phòng cộng đồng là 714-512-6612. Vì rất bận rộn thành thử ra chúng ta chỉ mở cửa để mà nhận đơn từ thứ hai cho đến thứ sáu thì 1 giờ cho đến 5 giờ chiều và thứ bảy từ 1 giờ chiều cho đến 4 giờ, từ 1 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều. Dự chi cho tài chính cho tổ chức diễn hành Tết cũng như mọi năm là khoảng 120.000 cho đến 150.000 và để cho có cái số tiền này chúng ta sẽ tổ chức một cái buổi gây quỹ vào 6 giờ tối thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019 ở nhà hàng Montreal trên đường Harbour gần đường Nam Sơn. Và việc thứ hai để có tiền là chúng ta sẽ có ban tài chính sẽ vận động đi xin các nhà bảo trợ, thì chị Cindy Trần và anh Đỗ Tân Khoa là người chính liên lạc. Tôi xin lỗi chưa kịp update số phone của chị Cindy Trần. Và sổ số thì chúng ta sẽ phát hành vào ngày 12 tháng 1 năm 2019. Cái buổi họp đầu tiên, buổi họp số 1 mở rộng của ban tổ chức diễn hành Tết nó sẽ được xảy ra vào thứ bảy tuần tới từ 2 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều ngày 23 tháng 11 năm 2019 cũng tại văn phòng cộng đồng này. Thì trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày nữa chúng tôi sẽ gửi thông báo rộng rãi phổ biến cho tất cả quý hội đoàn cũng như là quý đồng hương nào muốn đến để góp ý kiến cũng như là để tham gia vào ban tổ chức diễn hành Tết. Tiếp theo trong phần trả lời câu hỏi của người tham dự, chúng tôi đã có câu hỏi với ban tổ chức. Hỏi ban tổ chức là năm nay khi mà tổ chức tại thành phố Garden Grove như vậy đó thì cái số tiền mà ký quỹ nó như thế nào, có khác với thành phố Westminster hay không? Thưa anh, về cái vấn đề chi phí trả cho thành phố Garden Grove thì hiện giờ chúng ta chưa biết là thành phố sẽ tính chúng ta bao nhiêu tiền và thành phố Garden Grove cũng chưa biết rõ là họ chi phí của họ là bao nhiêu. Sáng thứ hai ngày mai từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 11 giờ rưỡi, một số thành viên trong ban tổ chức sẽ ngồi xuống làm việc với lại nhân viên của thành phố, nhân viên của sở cảnh sát, của sở lưu thông cũng như là sở công cộng, ngồi xuống để mà xem cái vấn đề lộ trình tiến hành nó một cách rõ ràng hơn và cụ thể hơn. Từ đó họ sẽ đưa ra cái con số trước tính là bao nhiêu tiền chúng ta mới biết được, nắm vững được cái phần chi phí. Thì như chúng ta biết, thành phố Westminster tính chúng ta là 70.000 đô la cho năm nay.
thì cái chi phí đó đa số nó vào cái vấn đề chi phí cho cảnh sát, cho nhân viên traffic, cũng như là cho cái việc mà dựng dàn dựng những cái barricade đóng đường, đó là phần lớn những cái chi phí. Tôi nghĩ rằng tôi hy vọng rằng cái việc thực hiện ở trên đường Westminster, đại lộ Westminster từ Brookhurst đến Euclid, ông cảnh sát trưởng ông nói với tôi rằng con đường đó là cái tuyến đường ông nghĩ rằng nó ít tốn kém hơn những cái tuyến đường khác, là bởi vì nó nằm ở cái lợi thế của nó. Nếu chúng ta tùy theo cái vấn đề mà barricade mà dựng dọc theo đường nó dài và nó nhiều bao nhiêu, càng nhiều những cái hàng rào cản để mà tránh lưu thông cho những cái người coi diễn hành cũng như đi diễn hành đó, thì nó cái tốn kém nó càng ít. Cái việc thứ hai mà ông cảnh sát chia sẻ với tôi đó là sau khi tham khảo ý kiến một cách sơ khởi với nhân viên traffic engineering của thành phố, thì họ nghĩ rằng có lẽ không cần phải vận động thật là đông cảnh sát Garden Grove để giữ trật tự và an ninh như những tuyến đường khác. Vì vậy ông cũng hy vọng là nó không có quá tốn kém. Tuy nhiên chúng ta chưa biết là thành phố họ, mỗi thành phố họ có cái cách tính toán tài chính khác nhau. Thành thử ra chúng ta chưa biết được là nói và mình nghe thì nghe là vậy, nhưng mà mình chưa có nắm vững cái con số cụ thể trước tính của nhân viên cảnh sát là bao nhiêu. Thì sau cái thứ hai này, có lẽ trong cái buổi họp báo kỳ đến trong vòng 2 tuần nữa, tôi sẽ nắm rõ hơn cái vấn đề chi phí để mà trình bày cho tất cả các đồng hương biết. Bởi vì đây là cái năm đầu tiên Garden Grove và ban tổ chức diễn hành Tết cùng làm việc với nhau tổ chức diễn hành lần đầu tiên trên một cái đoạn đường hoàn toàn mới. Vì vậy mà họ phải làm việc với chúng ta gần như là hàng tuần, anh ít nhất là phải họp một lần mỗi tuần. Thì đó là cái việc làm việc chặt chẽ giữa thành phố Garden Grove và ban tổ chức diễn hành Tết. Riêng cá nhân tôi thì tôi rất là vui, là bởi vì ông cảnh sát trưởng thành phố Garden Grove ông nói với tôi rằng: anh Phát Bùi, nếu mà tổ chức ở trên đường Westminster thì ông cảnh sát trưởng và các nhân viên cảnh sát của thành phố sát cánh và yểm trợ cái việc này 100%. Thành ra đó là những cái lời hứa hẹn cam kết mà chúng tôi nghĩ rằng và cái ông mà giám đốc của sở Community and Park Services, ông nói với tôi rằng tuy là thời gian cấp bách, nhưng mà với cái kinh nghiệm của ban tổ chức diễn hành Tết, cũng giống như là kinh nghiệm của nhân viên thành phố Garden Grove đã từng tổ chức diễn hành Strawberry 60 năm liên tiếp, ông nghĩ rằng là tuy thời gian cấp bách, nhưng mà ông nghĩ nếu chúng ta làm việc sát cánh với nhau vẫn kịp như thường. Cái mà họ không biết là chúng ta có đủ tiền để trả thành phố trước không, là bởi vì họ không, chúng ta đã hứa với lại hội đồng thành phố và cư dân là chúng ta sẽ không lạm dụng đến cái tiền quỹ của thành phố, bởi vì thành phố cũng đang không có dư giả gì. Thì tôi nói với họ, tôi chỉ sợ là mấy ông không làm được cái việc mấy ông hứa giúp tôi, cộng tác chúng tôi thôi, còn tiền bạc mấy ông yên tâm, chúng tôi có tự tin là 7 năm qua chúng tôi chưa hề thiếu thành phố Cách Dương một đồng nào, và chúng tôi luôn luôn trả trước. Đã có nhiều người sẵn sàng cho chúng ta mượn tiền và nhiều người đóng góp tài chính chúng ta để chúng ta làm. Thì đó là câu trả lời với họ, họ nghe họ rất là vui. Vào cái tuần lễ đầu tiên của tháng 1, chúng ta sẽ nộp trước cho thành phố cái số tiền mà dự trừ chi phí của thành phố, và chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ có dư tiền để mà trả cho thành phố nha. Hiện giờ chúng tôi cũng xin báo cáo luôn là có một số quý vị thân hào nhân sĩ, không phải là những người giàu có gì, chỉ những người bình thường, đã cho mượn để mà chúng ta có đủ số tiền trả cho thành phố. Dạ, thưa anh, nếu mà những người không có giàu có gì mà ủng hộ tiền thì có những người nào giàu có ủng hộ chúng ta không thưa anh? Hiện giờ chưa, chúng tôi chưa có xin ai ủng hộ, theo cái nghĩa là những cái người mà chúng tôi nói là ủng hộ bây giờ đó là những người cho mượn tiền, tức là ứng trước cho ban tổ chức mượn một số tiền để mà trong cái thời gian chúng ta đi gây quỹ thì chúng ta đã có sẵn cái số tiền để yên tâm nộp cho thành phố.
Còn ngoài ra bất cứ ai, đây là cái việc chung thưa anh, yểm trợ là yểm trợ cho những cái việc tốt đẹp chung của cộng đồng. Thành ra những cái nguồn tiền mà yểm trợ mà nó chính đáng, chúng tôi đều nhận. Chúng tôi chỉ không nhận cái tiền nào mà tiền mà buôn bán bất hợp pháp mà thôi. Kính thưa quý khán thính giả, mọi chi tiết về việc bảo trợ hay tham gia diễn hành, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại 714-337-1292, 714-337-1292 hay 714-777-5777, 714-777-5777. Phan Đại Nam, tường trình từ thành phố Grand Rome, miền Nam California.